dùng gia đình. Ô. Ô. Trời nắng, bé có dùng ô che không? Lược. Lược. Bé đã từng dùng lược để chải lông cho thú cưng chưa? Tivi. 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 Tivi có nhiều chương trình giải trí cũng như chương trình khoa học. Ổ điện. Ổ điện. Để sử dụng thiết bị điện, ta cần cắm dây của chúng vào ổ điện. Chìa khóa. Chìa khóa. Chìa khóa. Chìa khóa có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau. Chậu hoa. Chậu hoa. Bé có muốn tự tay mình trồng một chậu hoa không? Máy sấy tóc. Máy sấy tóc. Máy sấy tóc có thể làm khô đồ ướt. Tay nắm cửa. Tay nắm cửa. Để đóng mở cửa, chúng ta vặn tay nắm cửa. Công tắc. Công tắc. Hãy nhớ lại xem điều gì đã xảy ra sau khi Jane đóng công tắc. Điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa có thể dùng để điều khiển tivi mà không qua dây dẫn. Chìa khóa. Chìa khóa. Máy sấy tóc. Máy sấy tóc. Chậu hoa. Chậu hoa. Ô. Ô. Công tắc. Công tắc. Lược. Lược. Ổ điện. Ổ điện. Tivi. Tivi. Điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa. Tay nắm cửa. Tay nắm cửa. Chọn ảnh phù hợp với nghĩa của từ. Thật tuyệt vời. Tay nắm cửa. Chọn ảnh phù hợp với nghĩa của từ. Ồ, đúng rồi. Ồ. Chọn ảnh phù hợp với nghĩa của từ. Rất tốt. Chậu hoa. Đâu là công tắc? Chuẩn rồi. Công tắc. Đâu là máy sấy tóc? Ồ, đúng rồi. Máy sấy tóc. Bé hãy chọn ra. Điều khiển từ xa. Bé giỏi quá. Điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa.